Hình ảnh ghi lại cho thấy đoàn rước dâu đang đi rất đông, nhưng đáng chú ý là những nam thanh niên này đều không đội mũ bảo hiểm. Trong khi đang di chuyển, một nam thanh niên dẫn đầu đã thể hiện kỹ năng bằng cách bốc đầu xe, nhưng ngay lập tức chiếc xe bị lật úp, khiến thanh niên ngã ra đường. Rất may mắn cho thanh niên này là không bị trọng thương. Hành vi trên của thanh niên này sẽ bị xử phạt theo Điều 6 Nghị định 46/2016 NĐ-CP từ 5 triệu đến 7 triệu đồng cho hành vi bốc đầu xe. Còn hành vi không đội mũ bảo hiểm của đoàn thanh niên khi tham gia giao thông có thể bị phạt từ 100 đến 200 nghìn đồng, căn cứ theo Điều 6 Nghị định 46/2016 NĐ-CP.